Xuân Bùi, bác sĩ cho em hỏi bé có cần bổ sung thêm DHA không? Nếu bổ sung thì bổ sung như thế nào? Nên mình vẫn nói với các bạn rồi, thực ra là em bé thì không cần. Em bé cái DHA này cần nhất là quá trình trước khi mẹ mang thai và trong quá trình mang thai thôi. Sau đó là sau sinh thì các bạn nên uống các cái loại vitamin tổng hợp có cái thành phần DHA này để cho em bé bú thì nó sẽ dễ hấp thu. Chứ em bé uống sớm trước 3 tháng thì dễ bị dị ứng. Và sau 3 tháng thì chế độ ăn của mẹ tốt là nó cũng không cần. Trong chế độ ăn của mẹ mà thường xuyên có món cá thì em bé và các bạn không cần uống thêm DHA nữa đâu. DHA từ dầu gan cá hay từ tảo nó đều tăng cái khả năng gây dị ứng cho em bé và trẻ con không cần. Mẹ ăn uống đầy đủ trong 6 tháng đầu tiên là uống các cái viên vitamin tổng hợp cho con sau bú, rồi ăn nhiều cá biển thì nó sẽ đủ DHA mà không phải cần thêm. Bạn Hiền ca, chào bác sĩ, bé em 4 tháng tuổi hay bị rụng tóc thì có làm sao không? Không, bình thường bạn ơi, rụng tóc của em bé là bình thường. Rụng tóc của em bé chúng ta nó rụng nhiều, nó rụng đến cả 1 tuổi nó vẫn còn, nó cứ là tả nó thay tóc bình thường vậy không? Bạn Nguyễn Tuyết, bác sĩ cho em hỏi, con nhà em được 2 tháng rưỡi mà bị khò khè, nôn chớ, mũi khụt khịt. Từ lúc gần 2 tháng nay, em cho bé uống siro ích nhi và Biovon và Multium có được không? Giống cái trường hợp bên trên mình nói với bạn này, hai cái sản phẩm mà các bạn cho em bé uống là men vi sinh và simethicone thôi, không cần uống ích nhi đâu, không cần uống hẳn thuốc tiêu đờm mới đâu. Bisulvon hay Biovon là cái gì, có rất nhiều thuốc. Mình kiểm tra lại ích nhi ở đây thì nó là cái sản phẩm thuốc siro ho cảm, siro tiêu đờm các thứ, rồi thuốc Biovon cho bạn có vết nhiều không, mình kiểm tra xem là cái gì. Nếu là men vi sinh thì có thể dùng, thường bắt đầu bằng bio như thế này, là cách đặt của men vi sinh Biovon. Có phải thuốc này không? Có không? Rồi, Biovon là thuốc tiêu đờm. Tiêu đờm dạng viên à? Thành phần của nó là bromheacinia hydrochloride, tức là mình hay nhắc với các bạn ambroxol và bromhexan đấy. Không, em bé tuổi này không 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 cần dùng như thế này, không cần dùng cái này. Thuốc Mutium nha, nó có hai loại trào ngược và chống thuốc điều trị trào ngược. Thuốc Mutium Mutinium đúng không? Chắc là bạn muốn nói đến cái thuốc này. Mình gọi tên ở đây thì không thấy có biệt dược nào là Mutium cả. Domperidone ấy, cái dược chất của nó là domperidone là được. Thì bạn có thể dùng. Nhưng mình bảo là Mutinium, Simethicone hay các loại cốm, nó có rất nhiều lựa chọn trong điều trị trào ngược của em bé. Các bạn có thể lựa. Không cần ích nhi, không cần Biovon, có thể uống Mutium nếu biệt dược của nó là domperidone cộng với một loại men vi sinh. Bạn Tiến Phạm, bác sĩ ơi, virus là nguồn từ đâu ạ? Nguồn trong không khí, nguồn ở khắp mọi nơi, nó ký sinh ở trên người mình nữa, nó tồn tại ở mình nữa. Có những cái con virus nó vẫn đang chung sống hòa bình với mình mà nó không gây bệnh cho mình. Có một cái cách như thế này, người bị ốm, ho, hắt hơi, tạo ra các cái giọt tiết nhỏ nhỏ li ti trong không khí này, sau khi nó chưa kịp rơi xuống đất mà nó đang lơ lửng trong không khí, người khác hít vào, người khác hít vào nó lại ủ bệnh trong người đấy, nó ủ bệnh trong người đấy và có thể nó không phát, hoặc là cái con virus này đã từng có mặt ở trên người này rồi nên họ không bị bệnh, họ lại vẫn ho hắt hơi, xong rồi nó lại lây bệnh cho người tiếp theo. Nên là virus vi khuẩn gây bệnh nó có tồn tại khắp mọi nơi. Bé không lây từ ai mà virus có sẵn trong người, gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành bệnh. Không phải, không phải. Nó sẽ có một số cái bệnh cơ hội như vậy thôi. Thường là các cái loại vi khuẩn ký sinh ở trên da, trong các thức này, khi mà chúng ta gặp một cái bệnh gì đấy, sức đề kháng của chúng ta yếu đi, và nó sẽ phát thành bệnh. Nó có lây,
Đây là lý do vì sao một trong những cái phương án phòng bệnh của chúng ta đó là giữ vệ sinh. Mình vẫn nhắc với các bạn, giữ vệ sinh đó là gì? Đó là người lớn phải rửa tay, phải thay cái bộ quần áo đi làm, phải vệ sinh cá nhân trước khi tiếp xúc với em bé để không lây cái mầm bệnh nó tồn tại. Như các bạn này, so ở trên bàn tay mình có rất nhiều các cái loại mầm bệnh, virus, vi khuẩn gì gì nó đang tồn tại như này. Vi khuẩn và virus nó tồn tại ở bên trong cơ thể nhiều hơn là các cái vi khuẩn bên này, vì cái vòng đời, cái cách sinh sống của con virus nó khó khăn hơn. Nhưng kiểu gì nó cũng lây các cái giọt tiết, các cái giọt chất bắn như thế này. Và khi chúng ta ở gần nhau, chúng ta lây nhau qua nước miếng, qua các cái giọt tiết bắn trong không khí. Và nó sẽ lây trực tiếp từ người sang người như vậy. À, ngoài ra này nó còn có những con đường như gọi là đường máu, các loại dịch. Như câu chuyện virus corona của chúng ta bây giờ đây, chính là nguồn lây là các cái giọt nhỏ bắn trong không khí mà người đang mang bệnh này. Nó lây sang đây. Cái câu chuyện mà gọi là có sẵn trong người hay có sẵn ở xung quanh mà gặp điều kiện thuận lợi phát tán thành bệnh thì nó không có. Một số ví dụ có một số cái loại virus như thế này, đó là giả sử mà có virus viêm gan B thì nó có thể tồn tại trong cơ thể, nó đang ở thể ngủ, và đôi khi sức đề kháng của chúng ta yếu, cái hoạt mọi thứ sinh hoạt không đủ là nó sẽ bùng phát lên. Thế là những người mang virus viêm gan B là cái kiểu ở sẵn trong người như vậy. Virus thứ hai là virus herpes, cái virus mà cái nhóm virus mà gây ra bệnh zona thần kinh ấy. À, khi mà một số bạn nhắc nhắc sang luôn, đó là bị thủy đậu, cái nhóm virus đấy nó gây ra cái thủy đậu và nó gây ra cái bệnh zona thần kinh nữa. Trong cái nhóm virus cái họ to là cái nhóm to này, nó có thể hết rồi, ví dụ thủy đậu các bạn điều trị hết rồi một lần là nó hết rồi, nhưng cái con virus này nó vẫn còn tồn tại trong người, và lần sau khi mà sức đề kháng kém nó có thể phát triển ra cái bệnh ở zona thần kinh để đi bị nạn. Là có một số cái loại virus có cái bệnh truyền nhiễm nhất định nó mới thì tồn tại và ký sinh lại như vậy trên người thôi. Còn các cái virus thông thường thì nó có nhiều kiểu và đa phần nó sẽ lây từ người ốm sang người bị bệnh, chứ không phải là tồn tại sẵn ở trong người và nó trời nó phát lên đâu. Bạn Dung Nhi, chào bác sĩ, bé nhà em sinh 2 cân 6, 2 tháng 4 cân 6 có chậm không? Không, mỗi tháng 1 cân là được rồi. Trung bình từ 800 đến 1.200 gram mà. Bạn Yến Trần, em chào bác sĩ, bé nhà em 5 tháng 10 ngày 8 ký 2, sinh 3 cân 3, tuần này bé bị viêm ruột nhiễm trùng phải uống kháng sinh. 2 ngày nay bé hay gồng mình dặn người. Vậy có sao không? Em lo quá bé bố mẹ hoàn toàn, vậy khi nào cho bé ăn dặm được? 2 tuần này, tuần này à? Khi mà uống kháng sinh vào thì chúng ta sẽ gặp các biểu hiện là phản ứng phụ của thuốc kháng sinh, có thể tiêu chảy ngay trong cái quá trình uống kháng sinh, hoặc có thể là sau khi kết thúc kháng sinh rồi vẫn có cái tình trạng tiêu chảy kéo dài 1-2 tuần sau đấy. Nên sau khi mà một cái đợt uống kháng sinh, các bạn cho em mình uống men vi sinh thêm 1-2 tuần. Bây giờ 15 tháng 10 ngày thì bạn đợi cho mình một vài tuần nữa, thời kỳ ruột của nó ổn định hơn nữa thì bạn hãy ăn dặm, không cần vội lúc này. Nó sẽ dễ bị rối loạn đường tiêu hóa lại khi mà vừa khỏi. Bạn Vân Hảo à? Cho em hỏi, bé bị nấm miệng mà rơi hoài không hết thì phải làm sao? Bé gần 6 tháng sẽ phải uống, nhưng cái này bác sĩ sẽ xem xét thêm. Với lại thuốc tiêu miệng là như thế này, thuốc đầu tiên mà dùng cho con là nystatin, mà các bạn phải dùng đủ nhiều. Với trẻ như thế này là một ngày tiêu miệng 4 lần, mỗi một lần ít nhất hết một gói 25.000 EU và tiêu miệng liên tục trong 7 ngày. Chứ nếu các bạn tiêu miệng hôm trước hôm sau mà hai vài hôm sau nó hết mà các bạn dừng, các bạn không tiêu nữa là nó sẽ bị lại. Song song với cái việc tiêu miệng là các bạn sẽ phải vệ sinh lại đồ dùng và mọi thứ của em bé. Khi mà tiêu miệng, cái biện pháp mà dùng thuốc tiêu nó thất bại thì bác sĩ sẽ cho bạn con các bạn uống uống thêm thuốc kháng nấm. Bạn Anh thì bé 14 tháng ăn và uống bao là đủ ạ? Nên được gia vị gì cho bé? Cái này cái lượng ăn cụ thể nó ở em bé nó như thế này, ở giai đoạn sau 1 tuổi lượng đạm của em bé trong một ngày là khoảng 80 đến 90 gram. Cỡ đấy, lượng tinh bột trong một ngày là từ 60 đến 70 gram. Và lượng rau xanh cộng với trái cây là nó rơi vào khoảng 90 đến 110 gram. Còn các bạn tùy cách nấu của các bạn, có em bé còn đang ăn cháo bữa cơm em mình sẽ không tính được lượng cụ thể cho con đâu, chính bằng cái lượng chất thô ban đầu như vậy thôi. Và ở em bé 14 tháng thì thông thường chúng ta sẽ phải áp 3 bữa,
sáng trưa tối có thể sáng ăn cơm cháo bún miến phở thì còn buổi trưa buổi sáng đấy buổi trưa và buổi tối thì ăn cơm uống sữa ngày thứ 2 đến 3 lần, có thể chỉ 2 lần vào giữa sáng giữa chiều và tối trước khi đi ngủ. Có những em bé sẽ là giữa buổi sáng uống sữa, giữa buổi chiều thì ăn bữa phụ trái cây và bánh ăn dặm linh tinh, và trước buổi tối trước khi đi ngủ thì uống sữa. Tức là có 3 bữa chính và có 3 bữa cho sữa cộng với bữa phụ của con. Lượng sữa của một em bé ở giai đoạn này không nên vượt quá 500 ml. Thông thường là chỉ cần 400 ml sữa thôi là đủ cho cái nhu cầu của con rồi, vì nó phải giảm cái lượng sữa đi để nó chú trọng vào cái việc ăn. Câu hỏi của bạn Xuyên Hà, bác sĩ ơi con em được 2 tháng 15 ngày, thời tiết lạnh thỉnh thoảng con hung hăng ho, em muốn mua một loại siro để phải uống thì nên dùng, không nên uống siro không cần gì cả. Cái trong ngày mà nó ho 3 4 lần mỗi lần hoặc hoặc vài tiếng là bình thường của em bé mà không phải cần cho em bé uống. 28 tháng hẹp bao. Bạn Thu Thủy, bé nhà em 28 tháng bị hẹp bao quy đầu thì bao giờ đi cắt được? Đến tầm từ 2 tuổi đến 3 tuổi là chúng ta bị xem xét để kiểm tra cái bao quy đầu cho em bé, có thể chỉ phải nong thôi chứ không nhất định phải cắt. Đến tuổi này có thể nó hẹp mà nó chưa hết thì bác sĩ sẽ nong bao quy đầu cho em bé, xong rồi dẫn bạn về nhà bôi thuốc, chứ không phải trường hợp nào cũng phải cắt đâu. Mà tốt nhất là nên làm cái thủ thuật nong trước. 2 tuổi đến 3 tuổi, 28 tháng bây giờ đi được rồi ạ. Đi ở trong cái giai đoạn từ 2 đến 4 tuổi này thì 3 đến 4 tuổi là cắt. Còn nong thì có thể sớm hơn, tầm khoảng từ 2 tuổi trở lên này là đi được rồi. Thì em bé của các bạn đó là nó không quá sợ. À, và thứ hai thì nó cũng không bị ám ảnh quá lâu. Bạn Hạnh Siro, cho em chào bác sĩ, bé nhà em đi nhỏ Rota hôm kia nhưng về chữa trị thì có sao không? Không, nó rất hay nha, ở cái chỗ này nhỏ Rota xong nó có rất nhiều cái hình thái của tác dụng phụ. Có những em bé về mà tiêu chảy khó chịu ngay, có những em bé về nó sẽ om khoảng 4 đến 5 hôm xong bắt đầu là mới đi tiêu ra, phân nó thối vô cùng luôn. Các bạn sẽ thấy là nó thối hơn rất nhiều so với bình thường nó đi. Đấy là cái vaccine cái Rota nó cái tác dụng phụ nhiều như vậy về đường tiêu hóa không sao, nó sẽ bắt đầu xuất hiện cái tình trạng phân hơi xanh, phân tanh tanh hay thối mấy hôm sau đó thì nó sẽ ổn định cái mùi phân hơn, nhưng nó vẫn đi nhiều lần hơn, mất vài tuần thì nó mới ổn. Bạn